Chùa Cảnh Yên nằm trên dãy đồi sóc thuộc vùng giáp danh hai xã Thành Kim và Thành Tân của huyện Thạch Thành. Chùa được xây dựng từ đời vua Lê Thánh Tông, năm Quang Thuận thứ nhất, 1460. Trải qua biến cố thăng trầm của lịch sử, chùa Cảnh Yên đã gần như bị tàn phá hoàn toàn. Thể theo nguyện vọng của nhân dân trong vùng, sáng ngày 4 tháng 11 năm 2017, Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh và huyện Thạch Thành đã tổ chức lễ công bố bổ nhiệm trụ trì và khởi công xây dựng lại ngôi chùa Cảnh Yên tới dự có thượng tọa ủy viên hội đồng trị sự trung ương phó ban pháp chế trung ương giáo hội phật giáo việt nam trưởng ban trị sự phật giáo tỉnh thanh hóa thượng tọa thích tâm đức thượng tọa ủy viên ban từ thiện xã hội trung ương giáo hội phật giáo việt nam phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thanh hóa thượng tọa thích tâm định cùng đại đức trong giáo hội phật giáo việt nam cùng đồng chí hà thị phương phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy đồng chí lê thị huyền Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bùi Hải Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, đồng chí Trần Văn Hải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Đại tá Phương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Về phía huyện Thạch Thành có các đồng chí, đồng chí Bùi Thị Mười, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lê Văn Trinh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Lê Đình Thành, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cùng đại diện các phòng ban ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, các ban ngành đoàn thể cùng các chư tôn đức tăng ni trên các huyện thị, đồng bào Phật tử gần xa và nhân dân địa phương đã đến động thổ khởi công xây dựng chùa Cảnh Yên. Sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện theo quy định, đến nay mọi thủ tục xây dựng chùa Cảnh Yên đã hoàn tất. Chùa được xây dựng trên sườn đồi, địa thế vững chãi, bề thế, phong cảnh hữu tình. Trước sự chứng minh của các bậc chư tôn Đức Tăng Ni và đại chúng, Ni Sư Thích Đàm Hòa đã dâng lên lời phát nguyện khi đó nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì. Ni Sư hứa sẽ hết lòng phụng sự cho Phật giáo nơi đây. Phát biểu tại lễ động thổ khởi công xây dựng, Ni Sư Thích Đàm Hòa cho biết ngôi chùa Cảnh Yên sẽ là một địa chỉ văn hóa tâm linh Phật giáo, phục vụ đời sống tín ngưỡng Phật giáo của nhân dân địa phương và nhân dân Phật tử đến chiêm bái lễ Phật. Cũng trong buổi lễ, đồng chí Lê Văn Trinh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã phát biểu chúc mừng và mong muốn ni sư Tân trụ trì sẽ sớm phát triển lại những gì vốn có của ngôi chùa để làm điểm tựa tâm linh cho nhân dân trong vùng và sẽ là nơi chiêm bái của đông đảo thập phương các nơi. Mong rằng nhân dân và Phật tử cùng chung lòng dựng xây ngôi chùa sẽ sớm hoàn thiện khang trang. Cuối buổi lễ, chư tôn đức tăng ni cùng cử hành lễ khởi công động thổ xây dựng chùa Cảnh Yên dưới sự chứng minh của chư tôn thiên đức cùng đông đảo quý vị đại biểu, quan khách, nhân dân và Phật tử xa gần, nhất tâm cầu nguyện cho Phật sự trọng đại này chóng thành tựu. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí nghiêm trang, thắm tình đạo vị, kết thúc trong niềm đại hoan hỷ, thành tựu viên mãn.